Vâng, xin chào tất cả quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Âm Thanh Tín Nghĩa. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho quý vị các bạn một chiếc đầu giải mã rất là quen thuộc đã từng làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam. Đó là chiếc đầu giải mã DC-X6 MK2. Nhưng với lần này nó là phiên bản mới tháng 7. Đấy, thì phiên bản mới tháng 7 này nó có điều gì khác biệt so với phiên bản cũ? Trước hết chúng ta cùng điểm lại các thông số cũng như là cái ngoại hình chiếc DCX6 MK2 này. Với phiên bản mới đợt này thì vẫn là thiết kế như đợt trước là nhôm phay xước, đấy rất là đẹp, và trước mặt thì vẫn là một nút nguồn cũng như là nút chuyển đổi các chế độ đầu vào như là cổng quang, cổng USB, cổng đồng trục coaxial, và đây có cổng 6 ly, cổng headphone đấy, và bên đây là volume vô cực, tần số lấy mẫu đấy, của chiếc đầu giải mã đều được thể hiện là trên, trên mặt trước này 44 tới 192 kHz. Thì với volume vô cực này, khi mà các bác mua về sử dụng thì các bác cứ vặn mắc mắc volume cho em nhé. Đấy, vì nó là volume vô cực cho nên là các bác cứ xoay thoải mái. Đấy, khi nào mà đến 192 này, cái đèn led nó sáng ở 192 này có nghĩa là chúng ta đã mắc volume. Đấy, có nhiều bác có mua về sử dụng thì có gọi điện lại cho shop bên em phản ánh là không không ra tiếng, thì cho các bác là chưa 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 vặn hết cái volume như này. Đấy, đằng sau thì vẫn là các cổng đầu vào rất là quen thuộc như là cổng mà Bluetooth này, cổng USB và cổng quang, cổng đồng trục coaxial và cổng ra AV, cổng nguồn 12V. Đấy, nó không có gì là khác so với về ngoại hình, thì thiết kế không có gì là khác so với phiên bản cũ. Đó. Và chiếc đầu giải mã DCX6 MK2 này sử dụng con chip là EIS9018. Chip EIS9018 là một trong những dòng chip giải mã được đánh giá rất là cao bởi vì nó tích hợp công nghệ độc quyền Time Domain Jitter-Eliminator. Nói một cách dễ hiểu thì cái công nghệ này sẽ giúp hạn chế nhiễu và độ méo rất là tốt cho chất âm đầu ra có tính analog cao. Hơn nữa, chiếc đầu giải mã X6 MK2 này kết hợp với một bộ vi xử lý có tên là STM8. Thì STM8 nó là bộ giải mã âm thanh tốc độ cao với trình điều khiển BVKD-NET tích hợp và giao diện ADC, hai kênh ADC, giúp nó phù hợp cho các ứng dụng tai nghe, loa và micro. Đấy. Ở cái đường USB thì sử dụng con chip CM6642 là con chip xử lý cho cái đường USB 2.0 đấy, và giải mã là 24 bit, tần số lấy mẫu là 192 kHz, và sử dụng một con chip khuếch đại cho tai nghe, đó là con chip TBA6120 cho cái sự trung thực cao, băng thông rộng và có khả năng giảm tiếng ồn rất là tốt. Con chip NM4562 là một phần của một loạt các bộ khuếch đại, nó cho ra cái độ méo tiếng và độ nhiễu cực thấp. Con chip Bluetooth 5.0 là con chip QCC3031. Đây chính là điểm khác biệt nhé. Đây chính là điểm khác biệt giữa phiên bản mới và phiên bản cũ. Ở phiên bản cũ thì sử dụng con chip là QCC3008, thì ở phiên bản mới này người ta đã nâng cấp lên con chip Bluetooth, đó là con chip 3031. Đấy. Con chip Bluetooth này nó giảm cái độ ồn rất là tốt và nó kết nối không dây khá là ok. Đấy. Chính vì vậy mà các bác vẫn hay thắc mắc là tại sao là cái X6 Mark II đợt này lại tăng giá. Thực ra không phải, nó có hai phiên bản, em có hai phiên bản. Một phiên bản cũ là sử dụng con chip 3008 thì giá là 1.650.000, và cái phiên bản mới bây giờ sử dụng con chip cao cấp hơn thì em đang bán với giá là 1.730.000. Đấy, thì rõ ràng nó thiết bị của nó nâng cấp lên thì giá thành nó phải lên rồi. Đây chính là cái
điều mà em muốn giải đáp cho các bác khi các bác là thắc mắc về giá, tại sao là đợt này giá của X6 MK2 lại cao hơn, thì đó là không phải nhé. Phiên bản cũ của em vẫn có, là em vẫn bán là với giá là 1650 và phiên bản mới là 1730. Đấy. Thì trên đây là cái chia sẻ của em về chiếc X6 MK2 phiên bản mới. Thì các bác có cái điều gì thắc mắc thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại mà em để ở dưới màn hình. Đấy. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo.